Vâng, Yên Bonsai xin kính chào tất cả quý các bạn nhé. Thì hôm nay Yên Bonsai xuống giao lưu với anh Lục ở bên Cẩm Sơn, Hải Dương. Đấy, hôm nay Yên Bonsai giao lưu một cái cốt si búp đỏ các bạn nhé. Một cốt si búp đỏ dáng làng rất là đẹp. Đây các bạn nhìn cái búp này. Đấy, ui giời, mình kết nhất cái form dáng làng và cái búp này. Đấy. Quay một đoạn đây làm một cái giao dịch để cho nó cái phong trào lên khí thế các bác nhé. Đây. Chất lá cái này thì mình ưng cái chất lá cái này quá. Lá tròn dày nhá, búp đỏ chót này. Form đây. Đây cái búp mới ra đây này. Đấy, như Yên Bò Sai vừa chia sẻ đây, búp của nó mới ra này. Nhìn cái búp vẫn thấy ưng rồi. Giờ si đỏ mà có cái form dáng làng này cũng rất là hiếm này. To à các bác nhá. Đây cái chậu này là chậu này phải hơn 60 đấy. Thì nhờ một chút chị quay để làm cái giao dịch đã. Bác cũng còn một số cốt si này. Đấy. Si này trông khá là đẹp này. Nào rảnh thì mình có thời gian thì mình sẽ review một số cái vườn dưới này cho các bác xem. Thì đây là mình quay một chút cái giao dịch để lấy phong trào cho anh em thôi. Con này khá là hay này. Đấy, bây giờ thì mình sẽ nhờ anh Lục ra để quay một chút. Đấy, vâng các bác nhé, thì đây là anh chủ vườn này là anh Lục đây. Xin chào 500 anh em nhá. Yên Bonsai thì có cơ duyên hai anh em quen nhau xuống đây Yên Bonsai giao lưu với anh Lục một cái tác phẩm là cái phôi. Những cái búp với cái tổng thể với Yên Bonsai quay cho các bác xem rồi. Cái nhỏ khá to, cái bẻ này của nó chắc là hơn 60 anh nhỉ? Hơn 60. Thì em đo đầu tiên em nghĩ là nhỏ, những cái chậu kia nó này nó to quá. Có đấy thì hôm nào mình có thời gian, hôm nay định xuống sớm thì để sáng sáng thì Yên Bonsai sẽ review cái vườn của anh Lục. Đấy, anh ấy vừa xây cái nhà to quá đấy. Hôm nào sáng sáng mà đẹp trời trời nắng thì Yên Bonsai sẽ ghi một cái thước video đẹp thì cho quý khán giả cùng xem và chiêm ngưỡng một số cái tác phẩm. Hôm nay giờ nó sầm sì, mưa nó hơi tối một chút, cũng mất công quay vào đẹp đẹp quay cho quý khán giả cùng ngắm. Ở đây em cảm ơn anh đã giao lưu cho em một cái cốt si rất là ưng ý. Đấy thì có gì thì có cốt nào đẹp thì cứ rồi, alo em nhé. Rồi, ok. Đấy, anh em quý nhau. Và cảm ơn anh nhé. Đây, để em nào phải để điện. Chị cứ giữ em cái máy nhé. Rồi, ok, cứ tươi lên. Vâng. Thì em quay một chút giao dịch để lấy phong trào cho cái cảnh Việt Nam. Hôm nào có thời gian em sẽ review vườn của Lục cho các bác xem nhé. Em cảm ơn và xin gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Xin chào các bác nhé. Đau đau ngủ quá. Wow.